Chương 1165, Cát biết di chuyển. Lòng Diệp Mặc bỗng có dự cảm không tốt, nhưng cũng không biết là cái gì không tốt. Không biết là chỗ toàn cát thế này có cái gì nguy hiểm từ đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bỗng cảm giác vô ảnh ở thế giới trang vàng bỗng bạo động, thần thức lập tức quét vào thấy. Vô ảnh là kêu lên một tiếng là vọt cạnh Ô Vân Tri. Thanh Nguyệt mà hắn mới thu vào thế giới trang vàng há rộng miệng. Một số hạt cát nhanh chóng bay vào miệng nó. Mặc dù Diệp Mặc cảm giác rất quái dị, hắn đã cảm thấy những cái hạt cát bị vô ảnh cắn nuốt hình như là có sự sợ hãi. Nhưng vô ảnh cũng rất sinh động. Sau khi ăn 60 hạt cát, Diệp Mặc cảm giác nó càng lúc càng cao hứng. Diệp Mặc không có tâm tình đi quản sự kích động và hưng phấn của vô ảnh. Hắn còn đang suy nghĩ vì sao vô ảnh lại ăn cát. Không ngờ đống kiết cát kia lại có tâm tình. Nháy mắt, Diệp Mặc không ngờ cảm giác da đầu tê dại. Chỗ cát này có vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn lập tức kêu lên. Tất cả đứng im, không được nhúc nhích. Miểu Vũ Nhân và Cam Lang Kiếm Cốc đang định đi dọc theo bờ cát tìm kiếm bên trong, thành âm của Diệp Mặc kêu lên đứng im không động đậy nữa. Sau khi Diệp Mặc kêu mọi người dừng lại ngay, lập tức lấy ra Vũ Liên Tâm Hỏa. Nháy mắt, Diệp Mặc đã đem Vũ Liên Tâm Hỏa bao phủ tất cả mọi người, hầu như quanh thân mỗi người có một cái đoàn Vũ Liên Tâm Hỏa. Ngay cả quanh thân Diệp Mặc cũng một đoàn. Diệp Mặc thấy ngoại trừ Miêu Vũ Nhân và Hoàng Lan Lan có chút kinh hoàng, những người còn lại thậm chí không biểu tình, thậm chí là hắn cảm thấy an tâm. Biểu hiện của Lâm Dị Bán và Tử Đồng khiến Diệp Mặc an tâm nhất. Mặc dù là Lâm Dị Bán là tu vị ngưng thể hậu kỳ, còn Tử Đồng là ngưng thể trung kỳ, bọn họ đều dễ dàng phản kháng lại thiên hỏa, nhưng cả hai lại không làm vậy. Dù là tu sĩ ngưng thể, bọn họ chỉ cần là tâm ý hắn khẽ động, có thể tùy thời giết cả hai. Vậy mà dưới loại tình huống bọn họ không cử động thì Diệp Mặc hiểu rằng họ thực sự quyết tâm theo hắn. Diệp Mặc đương nhiên không phải là muốn theo chói họ, mà đem Vũ Liên Tâm Hỏa bao quanh để tách biệt tất cả bãi cát dưới chân, cho cát xung quanh chân bọn họ gặp Vũ Liên Tâm Hỏa lập tức tan biến không thấy. Mấy người cũng không có chút cát nào, chỗ bọn họ đứng phía dưới chỉ là khoảng đất nham thạch màu xám mà thôi. Diệp Mặc thu hồi thiên hỏa, thấy ánh mắt kinh ngạc mọi người đang muốn giải thích thì Lâm Dị Bán kinh hãi. Chỗ cát này là sinh vật sống sao? Diệp Mặc gật đầu. Lúc này hắn không cần giải thích nữa. Và rồi là thiên hỏa đốt cháy chỗ cát xung quanh mọi người, trong không khí là có mùi nhàn nhạt truyền xa. Sinh vật sống vì sao bất động thế vậy? Chẳng lẽ chúng trốn dưới cát? Cận Chỉ Hằng nói nghi ngờ của mình. Trả lời cô vừa dứt, thấy chỗ cát vừa rồi bị thiên hỏa Diệp Mặc đốt cháy cả mạng lớn lần nữa chuyển động, đến một cách chậm rãi, thế nhưng tuyệt đối không phải là hoàn toàn bất động. Thật đáng ghét. Hoàng Lan Lan nhìn chỗ cát di động liền cau mày nói một câu. Diệp Mặc liên tiếp ném ra hơn 10 miếng trận kỳ, sau đó trầm giọng: Nếu tôi đoán không sai, loại cát này là một loại linh trùng kỳ dị tên là phệ linh trùng. Phệ linh trùng? Lâm Dị Bán là kinh ngạc thốt lên. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, đây là phệ linh trùng, thế nhưng không phải là hoàn toàn phệ linh trùng. Diệp Mặc nghĩ tới là phệ linh trùng bởi vì lúc trước hắn so đấu với Mẫn Vô Kiếm đã gặp qua thôn hỏa trùng, lúc này mới nghĩ tới phệ linh trùng xếp thứ 11 ngày sau thôn hỏa trùng trong linh trùng. Thế nhưng mà một khi trưởng thành thì lực công kích cực kỳ kinh khủng, thậm chí là nhanh hơn thôn hỏa trùng một bậc. Sư phụ, vì sao bọn phệ linh trùng này không hoàn toàn là phệ linh trùng? Vậy phệ linh trùng thực sự đáng sợ rất sợ. Cận Chỉ Hằng vô thức tới gần bên Lạc Phi, nhìn bãi cát không có sự sống đột nhiên trở thành sinh vật sống, thật là đáng sợ. Diệp Mặc sau khi ném trận kỳ xuống bố trí trận pháp phòng ngự xung quanh mọi người, khiến hạt cát bên ngoài không thể tiếp tục tiến tới, mới lên tiếng: Phệ linh trùng ăn sạch những gì thứ có linh khí, bất luận là sinh vật sống hay không phải sinh vật sống. Chỉ cần chứa đựng linh khí, linh thể chúng là ăn sạch, mà những phệ linh trùng này chỉ là trứng còn chưa có ấp lở. Một khi hoàn toàn được ấp lở thì không giống như vừa rồi, mà chúng là dùng tốc độ cực nhanh cắn nuốt chúng ta. Hoàng Lan Lan dùng mình một cái. Anh Diệp nói vậy nghĩa là trứng phệ linh trùng này cũng có thể chậm rãi cắn nuốt chúng ta đúng không? Lần này không cần Diệp Mặc trả lời, Lạc Phi đã nói: Những thứ bị hút vào lúc trước giờ không thấy nữa rồi. Mấy người trở nên trầm mặc. Lúc trước những đồ vật rơi vào bãi cát phệ linh trùng kia là không thấy, hiển nhiên bị trứng phệ linh trùng ăn sạch. Những cái trứng phệ linh trùng này thậm chí là ăn luôn cả tảng đá có linh khí. Cũng may sư phụ có mồi lửa, bằng không chúng ta không thể đốt chết những cái con sâu này. Cận Chỉ Hằng là lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Lâm Dị Bán cười khổ,
cũng không giải thích thêm. Diệp Mặc có mồi lửa, thế nhưng mà đàn trứng vệ linh trùng là vô cùng vô tận, ở kia là mỗi thời mỗi khắc dùng thiên hỏa đốt được sao? Còn có đốt chết đám trứng vệ linh trùng kia thì chân nguyên Diệp Mặc cũng cạn kiệt. Diệp Mặc cũng không nghĩ tới điểm ấy, hắn nghĩ là vệ linh trùng này lúc nào phá trứng mà ra, một khi chúng không còn là trứng vệ linh trùng, vậy lực công kích không biết tăng gấp trăm nghìn hay bao nhiêu lần. Anh, chúng ta giờ sao bây giờ? Đường Bắc Vi là vô thức tới cạnh Diệp Mặc hỏi một câu, vẻ mặt lo lắng. Ở đây nhất định là có linh mạch cực phẩm, hoặc là một cái phúc địa tu luyện cực phẩm nào đó, bằng không là không có người đem trứng vệ linh trùng đặt ở đây ấp nở. Diệp Mặc khẳng định. À, Bắc Vi kinh hãi thốt lên. Anh nói những cái trứng vệ linh trùng này do người khác nuôi dưỡng. Nhất định là thế, bởi vì lực hút của đáy sông cũng là một cái trận pháp. Diệp Mặc lúc này thấy rõ, ở đây và đầm chú hạ khác nhau. Ở đây không thể đưa thần thức dò xét là bởi vì có trận pháp cản trở. Đàn trứng vệ linh trùng đông đúc này, một khi ấp lở toàn bộ cho dù là công kích của cả môn phái chỉ là mất thời gian ngắn. Ấp trứng vệ linh trùng chỉ cần ấn lơi có linh khí lỏng đậm, tới thời kỳ cuối của trứng mới cần cắn nuốt sinh vật sống có linh khí, chẳng hạn như tu sĩ hoặc yêu thú. Hơn nữa trận pháp này cũng được bố trí cách đây không lâu. Nói cách khác, trước khi chúng ta tới đây không lâu, có người tới đây. Một lời hẻo lánh ít người tiến hành nuôi dưỡng vệ linh trùng, Diệp Mặc lại khẳng định. Hắn không thể giải thích rõ cái chuyện vệ linh trùng khi bắt đầu thành thục, bắt đầu cắn nuốt rất nhiều linh thể tu sĩ, thì những trứng vệ linh trùng này mới có thể phá trứng mà ra. Sau khi chúng phá trứng mà ra thì còn có thể không cần chờ tu sĩ vào đây nữa, mà có thể tự mình kiếm nơi có linh khí lỏng đậm hơn để phát triển. Đây là quá trình rất dài, thế nhưng ở tâm kế người đã bố trí trận pháp chỗ này rất sâu, hiển nhiên là được chuẩn bị từ trước. Những tu sĩ vào đây chính là để chuẩn bị cho đàn trứng vệ linh trùng phá trứng mà ra. Hơn nữa, dù là sau khi Diệp Mặc đi vào biết ý định của y, cũng không có cách nào để ra ngoài. Diệp Mặc đã là đại sư trận pháp cấp 6, thế nhưng hắn không thể nào cảm nhận được giới hạn trận pháp này chứ nói chi là phá trận mà ra. Mà người bố trí trận pháp này cũng không sợ ai tiến tới, vì vậy mới là mở ra lòng sông dưới đây, dù đã có cái khe nứt lực hút. Nhưng mà cái loại linh khí nồng đậm này căn bản không ai là muốn cự tuyệt, ngay cả Diệp Mặc và Lâm Bán Dị lúc trước cũng là chủ động đi vào. Sau đó khẳng định sẽ có lọt ra càng lúc càng nhiều tu sĩ tấn nhập nơi đây, bởi vì không ai có thể miễn cưỡng cưỡng chế cái hàm muốn một lời linh khí nồng đậm thế này, cho dù là có sự tử vong uy hiếp các tu sĩ là cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ khi đã có nhiều tu sĩ bỏ mạng nơi đây, rồi nhiều năm sau mới là dần dần giảm thiểu tới khi không còn ai dám vào. Có thể nói người bố trí cái trận pháp lực hút này là nắm chắc tâm lý tất cả người tu luyện, lúc này mới thỉnh thoảng mở trận pháp để linh khí lồng đậm tản ra ngoài. Nghĩ tới đây, sau lưng Diệp Mặc thậm chí toát nhiều mồ hôi lạnh. Hắn nhớ tới cái loại u linh có thể cắn nuốt không gian ở Sa Nguyên Giới Cốc, đồng thời nghĩ tới cao thủ bí ẩn ở Vẫn Chân Điện tầng thứ 7. Liệu có hay không cùng một người? Người này cẩn thận như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn thống nhất toàn bộ tu chân giới, muốn hủy diệt toàn bộ tu chân giới sao? Thế mọi người không nói gì, Diệp Mặc mạnh mẽ đem cái suy nghĩ trong lòng lém qua một bên, mỉm cười nói. Ở đây có thể nơi là mà chúng ta muốn tìm. Tôi tin rằng không dám khẳng định nơi này là một cái linh tủy trì, thế nhưng tôi khẳng định đây tuyệt đối là lời tu luyện không kém hơn linh tủy trì. Thế nhưng những cái trứng vệ linh trùng này, Lâm Dị Bán khác với người khác hiển nhiên y hiểu nơi đây đầy rẫy trứng vệ linh trùng không phải nơi thích hợp tu luyện. Thế nên Diệp Mặc tuy lợi hại nhưng cũng không có khả năng đốt chết hoàn toàn đám trứng vệ linh trùng này, cũng không thể đốt ra một cái đường để đi. Diệp Mặc gật đầu. Những trứng vệ linh trùng này chúng ta hiện không cần ý. Tôi trước tiên tìm một nơi bắt nguồn linh khí lồng đậm, sau đó chúng ta thu lấy nó thì những cái trứng vệ linh trùng này tự động chết đi mà thôi. Vệ linh trùng tuy lợi hại thế nhưng mà điều kiện phá trứng cực kỳ hà khắc, không có linh khí lồng đậm căn bản không sống được bao lâu. Diệp Mặc quyết nhanh chóng phải tìm linh mạch ở đây trước khi bọn trứng vệ linh trùng này nở ra. Bất luận là linh tỷ chỉ hay là linh mạch thì Diệp Mặc đều quyết định. Mấy người hiện tại là để Diệp Mặc dẫn đầu, Diệp Mặc nói cái gì bọn họ nghe cái đó, không ai phản đối. Khi mà Diệp Mặc chuẩn bị thả vô ảnh ra mở đường thì ầm một tiếng vang thật lớn, lại là một cái pháp bảo phi hành bị phá hủy rơi xuống cách chỗ đám Diệp Mặc khoảng mấy chục trượng. Chương 1166. Vệ linh trùng khủng bố. Đám người Diệp Mặc không hề động. Trên pháp bảo phi hành của đối phương có khoảng 4 tên tu sĩ, hơn nữa là 4 tên tu sĩ ngưng thể.
khi bốn tên mới ra khỏi pháp bảo đã thấy đám Diệp Mặc. Này mấy người kia, Hoàng Lan Lan vừa nói một nửa đã bị Lạc Phi kéo. Lạc Phi trải qua việc bị trưởng bối trong tông môn ám sát, từng là một người vợ bị vứt bỏ, đã từng chứng kiến là sư môn bị diệt vong, sớm không còn là cô gái đơn thuần. Lúc này Lạc Phi hoàn toàn trưởng thành, thậm chí có vẻ tang thương không xứng với tuổi. Đối diện với mấy người vừa ra khỏi cái pháp bảo phi hành, Lạc Phi tuy là không nhìn rõ tu vị, nhưng biết thực lực bọn họ là cao hơn bên cô rất nhiều. Không những thế, bọn cô không biết đám người này là địch hay bạn, cho nên Lạc Phi cũng không quyết định nhắc nhở. Linh khí thật nồng đậm, một gã trung niên mặc quần áo màu vàng đất hút một hơi khoan khoái. Mấy cô gái kia thật xinh đẹp, một tên tu sĩ mắt tam giác nhìn mấy người Lạc Ảnh Kinh Tuyết bỗng mở miệng. Một tu sĩ gầy gò nghe thấy lập tức ngăn cản, không để ý nói tiếp, nhìn hướng đám dê mặc ôm quyền. Mấy vị cũng là bị lực hút lòng sông đưa vào sao? Tuy rằng tên tu sĩ gầy gò nói với Diệp Mặc nhưng ánh mắt là hướng Lâm Dị Bán, hiển nhiên nghĩ ở đây là Lâm Dị Bán làm chủ, bởi vì Lâm Dị Bán là tu sĩ ngưng thể giống họ. Đúng vậy, chúng tôi cũng bị lòng sông hút vào. Lâm Dị Bán gật đầu. Tên tu sĩ gầy gò chỉ hỏi một câu chưa kịp câu thứ hai thì tên tu sĩ mới nói được. Mấy người Lạc Ảnh xinh đẹp bỗng nói xen, mấy cô gái kia vào cùng anh sao? Diệp Mặc lập tức mặt sầm lại. Lúc trước hắn còn suy nghĩ xem có nên nhắc nhở đối phương một câu hay không. Sau khi thấy tên mặt tàm giác nhìn chằm chằm Lạc Ảnh cực kỳ khó chịu nên không nhắc nhở nữa. Hiện giờ không ngờ y là chủ động hỏi mấy cô gái, có thể thấy được tên này căn bản không phải hạng người tốt đẹp. Sắc mặt Lâm Dị Bán trầm xuống hướng Diệp Mặc, nếu không phải vì đối phương là bốn tu sĩ ngưng thể thì không chừng hiện tại anh ta động thủ. Diệp Mặc lắc đầu, ở đây không cần động thủ, huống hồ nếu động thủ thì bên hắn dù nhiều người nhưng tuyệt đối không phải đối thủ bọn họ. Tên tu sĩ mặt tàm giác muốn nói gì lại bị tên tu sĩ mặc áo vàng cắt lời. Hải huynh, ở đây hình như có điểm không bình thường. Không chỉ là sự hoang vắng mà trên mặt đất hình như không có thứ đồ gì. Hiển nhiên tu sĩ áo vàng phát hiện ra lúc này không phải thời gian để bàn chuyện phụ nữ. Giờ biết rõ đây nơi đâu, phụ nữ cũng không bay đi đâu được. Tên tu sĩ mắt vàng gật đầu hiểu ý cái tu sĩ áo vàng. Thế rằng mấy cô kia là đi theo hai gã tu sĩ ngưng thể, nhưng mà lúc đó mình muốn thì ý cũng phải tự động dâng lên. Không ai sẽ vì một người phụ nữ mà liều mạng mấy người tu vị cao hơn bản thân. Ánh mắt Diệp Mặc càng ngày càng băng lãnh, nhưng hắn không có động thủ. Bốn tên tu sĩ này căn bản không nhận ra bọn họ, hiển nhiên là tới đây từ lâu. Nói không chừng phải một năm trước, bằng không chuyện mình đạt được danh hiệu đệ nhất đại hội đan vương ở Đan Thành và việc Lôi Vân Tông cùng Võ Cực Tông truy sát, dù là người điếc cũng biết một hai. Mấy tên tu sĩ tất cả rất nhanh đã ném đám người Diệp Mặc qua một bên, thu hồi pháp bảo bắt đầu đến chỗ bãi cát. Hình như có cái gì không đúng, lúc trước chúng ta đợi 3 ngày cái khe kia mới mở, thế nào chúng ta mới rơi xuống đây không bao lâu thì có người đã tới. Lâm Sĩ Bán chờ đám người rời đi lập tức nghi ngờ. Thân thức Diệp Mặc quét một chút nhưng hoàn toàn không được, hắn không hiểu được, nhưng mà suy nghĩ trong chốc lát liền nói, chắc là cái khe kia cũng không chỉ có thời gian 3 ngày mới mở một lần, cũng có thể là 3 canh giờ đã mở. Tôi chỉ sợ chúng ta là người đầu tiên vào khe đó, sau khi chúng ta tiến vào thì khe đó vẫn luôn mở ra, những người này mới tới nó không chừng là bị cái luồng linh khí lồng đậm tỏa ra từ cái khe hấp dẫn. Anh mới nói ở đây khẳng định có linh mạch cực phẩm, thậm chí có linh tủy chi, nhưng những người kia đi tới trước, chúng ta lên đi theo không? Đờ Mắc vì thấy bốn vị tu sĩ rất nhanh biến mất liền lo lắng. Diệp Mặc lắc đầu, chúng ta sẽ theo sau, nhưng mà chúng ta đi theo hướng khác, ở đây nói không chừng càng ngày càng nhiều người tới, chỉ cần có người chuyển tin ra 100% có nhiều tu sĩ tiến vào đây. Ngoại vì cấm địa bằng thần tuy rằng đáng sợ, thế nhưng Diệp Mặc biết chỉ cần có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm nào vào được, nhưng môn phái cao cấp thì môn phái nào không có một hai cái. Hầu như mọi người cho rằng Diệp Mặc là dùng thiên hỏa mở đường, thế nhưng Diệp Mặc lại biết nếu dùng thiên hỏa căn bản là không thể, cho dù là chân nguyên hắn đủ duy trì cũng không có cách nào cản đám trứng phệ linh trùng tiến lên nấp cái chỗ trống của những cái trứng phệ linh trùng bị chết cháy. Diệp Mặc gọi vô ảnh ra, sau khi vô ảnh vừa ra lập tức là hứng thú phấn khởi kêu một tiếng liền xông ra ngoài. Mấy người còn lại lập tức kinh hãi khi bãi cát giống như là sợ hãi cố gắng lui lại, thế nhưng tốc độ bãi cát quá chậm, còn chưa có lở thành vệ linh trùng thì thực sự chúng không có cách nào tránh né vô ảnh. Diệp Mặc chỉ thấy vô ảnh tíu tít kêu một tiếng bay ở không trung, sau đó một đám vệ linh trùng biến thành đường thẳng màu xám cho trực tiếp nhảy vào miệng vô ảnh. Tuy rằng so sánh thể tích đám trứng vệ linh trùng lớn hơn vô ảnh, mỗi cái trứng cũng lớn bằng hạt đậu xanh mà thôi, nhưng mà lúc luốt trưởng nhiều hạt đậu xanh, trứng vệ linh trùng nhiều như vậy thì ngoài Diệp Mặc ra mọi người là sợ hãi ngây người. Cho dù Linh Kinh Tuyết lặng lặng không nói gì cũng phải hỏi Diệp Mặc một câu, ông xã, con vật này anh cũng không lớn, sao lại ăn khỏe tới vậy? Diệp Mặc có chút xấu hổ, anh cũng không biết,
Hình như từ lúc nó mới sinh ra đã có thể luốt những cái thứ có thể tích lớn hơn nó gấp trăm lần thì phải. Diệp Bạc nghĩ tới vô ảnh ngày trước luốt chính là vỏ trứng của mình khiến hắn tận giờ cũng không thể tin. Đây là vô ảnh thao tầm, Lâm Dị Bán kinh ngạc thốt lên. Anh biết vô ảnh thao tầm, Diệp Bạc lập tức vui mừng. Hắn cũng không biết vô ảnh thao tầm của hắn có đặc điểm gì, nếu Lâm Dị Bán mà biết thì chuyện hay nhất rồi. Lâm Dị Bán gật đầu. Tôi nghe cha tôi nói rằng câu chuyện về vô ảnh thao tầm là không phải linh trùng, không phải tiên, không phải đệ nhất vô ảnh tầm. Vô ảnh thao tầm là vật trần quý khó có được nhất ở tu chân giới. Không ngờ là thành chủ có nó, Lâm Dị Bán xin chúc mừng thành chủ. Diệp Bạc khoát tay, anh Lâm nhanh nói đi, những lời kia có ý gì tôi muốn biết. Lâm Dị Bán không chần chừ lập tức nói, vô ảnh không thuộc về linh trùng cũng không xuất hiện ở tu chân giới. Tuy rằng tôi không biết thành chủ làm thế nào có nó, thế nhưng mà vô ảnh thao tầm khẳng định không phải sinh vật thuộc về tu chân giới. Đây là sự thực, thế nhưng nó chính là linh trùng độc nhất vô nhị. Hơn nữa tất cả linh trùng ở bảng xếp hạng linh trùng kỳ dị là sợ hãi vô ảnh. Đó có phải là đệ nhất linh trùng rồi sao? Vì sao còn không phải là đệ nhất? Hoàng Lan Lan tò mò hỏi. Lâm Dị Bán lắc đầu. Bởi vì thật lâu trước đây đã có người sở hữu vô ảnh thao tầm đi tới tu chân giới. Vô ảnh thao tầm ở tu chân giới rất nhanh nổi danh. Sau đó có tiền bối đem vô ảnh thao tầm xếp vào vị trí đệ nhất linh trùng kỳ dị. Rất nhanh có người phát hiện, cho dù là linh trùng kỳ dị lợi hại nhất cũng vô cùng kinh hoàng khi thấy vô ảnh thao tầm. Vì vậy mọi người nhanh chóng thấy vô ảnh thao tầm xếp thứ nhất. Các linh trùng kỳ dị vẫn là không đúng, bởi nó căn bản không phải cùng đẳng cấp với loại linh trùng kia, cho nên sau này không đem vô ảnh vào xếp bảng của linh trùng kỳ dị. Vậy thì tại sao không phải tiên? Hoàng Lan Lan lần nữa hỏi vấn đề mà Diệp Mặc muốn hỏi. Lâm Dị Bán lắc đầu, tôi cũng không biết. Diệp Mặc bỗng nói, anh Lâm, cha của anh có phải cao nhân không? Mắt Lâm Dị Bán lộ ra hoài niệm, lại một cái tia thường đau. Lát sau mới lớn tiếng, đúng vậy, cha của tôi rất tài ba, bởi vì tổ tiên tôi chính là một cái nhân vật có kinh tài tuyệt diễm. Dù nói hiện tại người khác nhắc tới tổ tiên tôi cũng tràn đầy tôn kính. Dừng một chút, Lâm Dị Bán nói tiếp, thành chủ tôi không giấu ngay, tổ tiên tôi chính là Sở Cửu Vũ, tôi là hậu duệ của Sở Cửu Vũ. Thấy mấy người Diệp Mặc kinh ngạc nhìn y, mặt y hiện lên một tia bi phẫn. Sơn Trang 9 sao, tổ tiên chúng tôi bị một đám người hầu chiếm lĩnh. Từ đời cựu lội của tôi là nỗ lực vì việc trở lại Sơn Trang 9 sao. Cha của tôi đặt tên cho tôi là Lâm Dị Bán kỳ thực. Chính là nói chúng tôi mới được lửa chữ Sở. Một ngày chúng tôi đường đường chính chính về Sơn Trang 9 sao mới có thể khôi phục họ Sở. Diệp Mặc chợt hiểu ra, khó trách lúc trước biết tên Lâm Dị Bán lại cảm thích là lạ. Hóa ra còn có cách nói này. Hắn vừa lúc muốn đi Sơn Trang 9 sao mà Lâm Dị Bán là hậu duệ Sở Cửu Vũ. Không biết y có biết chuyện của Ngư Dược Long Môn không? Diệp Mặc định hỏi Lâm Dị Bán thì nghe thấy cái thanh âm thảm thiết truyền tới. Chỉ chốc lát một gã tù sĩ từ sâu bên trong lao ra, rõ ràng là một trong những tên tù sĩ ngưng thể. Thế nhưng trên người y lúc này hoàn toàn là đều hạt cát. Chính xác hơn là những cái trứng vệ linh trùng. Y không có lao ra xa là ngã xuống bãi cát rất nhanh để bị bao phủ hoàn toàn. Sau một lát giống như hoàn toàn tan biến. Lòng Diệp Mặc trầm xuống. Đám trứng vệ linh trùng này cắn nuốt máu huyết tù sĩ chắc chắn sắp nở, bằng không có khả năng cắn nuốt một gã tù sĩ ngưng thể nhanh tới vậy. Chương 1167, phương hướng kỳ quái. Vào lúc này vô ảnh bỗng ngừng việc ăn vệ linh trùng, phát hiện ra tiếng kêu bé nhọn, không ngờ là hướng phía có vệ linh trùng phá trứng phóng đi. Những cái vệ linh trùng này sau khi cắn nuốt tù sĩ ngưng thể dần trưởng thành, có một bộ phận thậm chí mọc cánh, hơn đã quyết định tiến về mấy người Diệp Mặc. Thế nhưng khi vô ảnh rết một tiếng, những vệ linh trùng này không ngờ bỏ chạy. Ngoài trừ những cái trứng trùng vẫn thong thả di chuyển, những vệ linh trùng phá trứng ra đều là nhanh chạy trốn. Nhưng Diệp Mặc có cảnh ảm giác, dường như đám vệ linh trùng này rất thông minh. Chúng không hề chạy theo một hướng mà mỗi con chạy một hướng khác nhau, đảo mắt không thấy đâu. Những con vệ linh trùng này mới nở sao thông minh tới vậy? Lòng Diệp Mặc thầm kỳ quái, thế nhưng mà không suy nghĩ nhiều. Thấy vô ảnh muốn đuổi theo những con vệ linh trùng kia, vội kêu vô ảnh trở về. Sau khi vô ảnh trở về, tiền muốn tiếp tục ăn thêm đám trứng vệ linh trùng thì Diệp Mặc ngăn cản. Không phải Diệp Mặc là sợ vô ảnh gặp vấn đề khi cắn nuốt đám đó, mà sợ sau khi nó ăn xong là lần nữa ngủ say. Hắn thật ra không để vô ảnh mở đường. Tuy thế thì đám vệ linh trùng cũng tự chủ tránh hai bên, không dám tiến gần đám người Diệp Mặc. Khổ một nỗi là đám trứng vệ linh trùng này tránh ra là rất chậm, nên là Diệp Mặc nghĩ dựa vào vô ảnh cũng phải vài ngày mới qua được đây. Vì thế là thi triển thiên hỏa mờ đường,
hơn nữa còn để Vô Ảnh đứng trên vai. Khi Diệp Mặc dùng thiên hỏa mở đường, khí tức Vô Ảnh cũng hiện liên tục tỏa ra, căn bản cũng không có chứng vệ linh trùng nào dám tới gần. Vì thế Diệp Mặc nhanh chóng mở đường đi, thẳng tới đám Diệp Mặc đi được rất xa đám chứng vệ linh trùng, không còn cảm thụ khí tức Vô Ảnh mới là chậm rãi tập hợp như cũ, tiếp tục ẩn nấp thụ linh khí, chờ đợi có thể cắn nuốt máu huyết tu sĩ để giúp chúng phá trứng. Nếu không có Vô Ảnh, Diệp Mặc căn bản không có cơ hội nghỉ ngơi, bởi vì một khi hắn nghỉ ngơi thì đám vệ linh trùng là chậm rãi tụ ở đây. Phạm vi 10 thước là nhanh chóng đẩy sẫy trứng vệ linh trùng, cho nên có Vô Ảnh thì Diệp Mặc mới có thời gian để nghỉ. Vì trứng vệ linh trùng rất sợ uy thế, Vô Ảnh không dám tiến lên. Mấy canh giờ sau, khi mà đám người Diệp Mặc đã vào sâu bên trong thì đám trứng vệ linh trùng ngăn trở bọn họ hoạt động càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên là muốn phá trứng mà xa, cũng có vài con vệ linh trùng lửa hoàn toàn bay đi. Lại thêm sâu trong, càng nhiều những cái vệ linh trùng đã lở. Lúc này bọn họ hiểu rằng mấy tên tu sĩ ngưng thể đi trước sớm tới chỗ này bị đám trứng vệ linh trùng cắn nuốt. Cũng may bên người Diệp Mặc có Vô Ảnh, cho nên đám vệ linh trùng kia căn bản không dám làm gì. Sau nửa ngày, đám Diệp Mặc bỗng thấy phía trước có tiếng phát nổ, linh khí chấn động dữ dội. Lập tức thấy phía trước ba tên tu sĩ đang ở bên trong trận bàn phòng ngự công kích các con vệ linh trùng muốn nào ra tấn công họ. Mà vệ linh trùng này chi chít một tầng tiến thêm, muốn công phá trận pháp phòng ngự ba tên tu sĩ. Đám người Diệp Mặc chỉ có thể dùng thần thức thấy ba tên tu sĩ không ngừng công kích, tiêu diệt đám vệ linh trùng ngoài trận pháp. Đáng tiếc là họ mới tiêu diệt được một tầng vệ linh trùng, lập tức nhiều vệ linh trùng hơn xông lên. Dường như số lượng bọn chúng là vô cùng vô tận. Theo thời gian càng dài thì vệ linh trùng vây bắt ba người càng nhiều. Có thể nói hiện tại bọn họ bây giờ là công kích phí công, tới cuối cùng là bị vệ linh trùng cắn nuốt. Diệp Mặc chợt nhớ một vấn đề kỳ quái, đó chính là những cái nguyên thần tu sĩ bị vệ linh trùng cắn nuốt đi chỗ nào. Chẳng lẽ những vệ linh trùng này lở ra có thể ăn cả nguyên thần? Nếu những tu sĩ lúc trước đã bị vệ linh trùng cắn nuốt thì nguyên thần họ đi đâu? Nguyên thần tu sĩ ngưng thể so với hư thần cường đại hơn. Tu sĩ hư thần bị chém giết dưới công kích cường đại thì nguyên thần có thể bị nghiền nát. Trừ một số người cá biệt là nguyên thần cường đại, hầu hết khó có thể giữ hoàn chỉnh nguyên thần mà chạy. Thế nhưng nguyên thần tu sĩ ngưng thể thì có năng lực tự bảo vệ. Nếu như bị giết thì nguyên thần có thể trốn. Nếu thời gian ngắn có thể tìm được vật dẫn thì chậm rãi trở thành linh tu. Linh tu rất khó sống sót, thế nhưng những cái linh tu tồn tại đều là sát nhân vô hình, khiến các tu sĩ khó lòng phòng bị. Mặc dù như vậy, rất nhiều tu sĩ vẫn mong gặp linh tu cao cấp, bởi linh tu cao cấp đều có Tịnh Linh Châu, tuyệt là thứ tốt. Trước mắt ba tu sĩ kia rõ ràng là tên mắt tam giác và mặc áo vàng, còn một tên là chẳng bao giờ mở miệng, tu sĩ gầy gò cũng không thấy nữa, chắc là bị vệ linh trùng ăn luôn rồi. Tốc độ ba tu sĩ này cũng thật nhanh, đám Diệp Mặc đi một ngày một đêm lúc này mới thấy họ, có thể thấy tốc độ bọn họ rất nhanh. Khi Diệp Mặc thấy ba tu sĩ thì ba tên kia cũng thấy được bọn Diệp Mặc. Tên tu sĩ mắt tam giác nhất thời kinh ngạc, các người vì sao không có việc gì? Thế nhưng y thấy thiên hỏa trong lòng bàn tay Diệp Mặc nhất thời mắt lộ tham lam, chỉ là thần sắc tham lam lóe lên biến mất, kêu lên: các vị bằng hữu nhanh một chút, chúng tôi đã đem toàn bộ sâu kiến này tiêu diệt đi. Diệp Mặc ngây ngất người, thế nào mà có loại hạng lô này? Y nghĩ y là ai, muốn người khác hỗ trợ phải hỗ trợ sao? Quả thực y quên chuyện lúc trước rồi sao? Diệp Mặc đương nhiên không hỗ trợ, hắn thậm chí còn sợ Vô Ảnh làm ảnh hưởng bọn vệ linh trùng công kích ba tên tu sĩ ngưng thể, cố ý là rút đi. Quả đám người Diệp Mặc vừa rút đi, ba tên tu sĩ trong trận pháp phòng ngự nhất thời nóng ruột, mà đám vệ linh trùng vốn là bị Vô Ảnh ảnh hưởng giờ lại lần nữa vây quanh ba tên tu sĩ. Những cái vệ linh trùng hay trứng vệ linh trùng tới gần Diệp Mặc đều bị thiên hỏa Diệp Mặc đốt, không dám tụ lại. Chờ một chút, vị bằng hữu sử dụng môi lửa kỳ dị kia, tôi là người tông môn chín sao thần phong cốc, cậu giúp chúng tôi một chút đem những con sâu này đốt đi. Đại ân này, cái tôi nhất định ghi nhớ trong lòng, tu sĩ áo vàng vội kêu. Diệp Mặc giống như không nghe, thần phong cốc thì sao? Nếu như là thiên ma tông, thiên ma môn không chừng hắn giúp một lần. Thế nhưng lần này là trong hạm đội hộ tống hắn về Mạc Nguyệt Chi Thành, thì thần phong cốc chỉ phái một cái tu sĩ thừa đỉnh, hiển nhiên chỉ là muốn hỗ trợ luyện đan, mà thần phong cốc có những năm tu sĩ hóa chân chứ không ít. Cho nên đối với thần phong cốc, Diệp Mặc tuy rằng không ác cảm, nhưng không có thiện cảm. Huống chi tên mắt tam giác kia càng là người hắn chán ghét, sao có thể ra tay trợ giúp. Tên tu sĩ mắt tam giác thấy Diệp Mặc căn bản không thèm nhìn bọn chúng, đột nhiên điên cuồng lao khỏi trận pháp phòng ngự, muốn cản đám Diệp Mặc lại. Thế nhưng không đợi y đi được bao xa, lập tức bị vô số vệ linh trùng vây quanh. Toàn bộ chân nguyên hộ thể và bảo phòng ngự chỉ trong vài cái hít thở đã bị công phá. Tên mắt tam giác trải qua một ngày một đêm không ngừng triển thi pháp thuật, chân nguyên lúc này khô kiệt, cho nên là sau khi chân nguyên hộ thể
cùng pháp bảo phòng ngự bị đập nát lập tức giống tu sĩ trước đó, bị vệ linh trùng cắn nuốt không còn một chút bột phấn. Khi Diệp Mạc lần nữa thấy một con vệ linh trùng kỳ quá nhanh muốn bỏ chạy, thì hắn nhất thời hiểu ra, liền chỉ thị cho Vô Ảnh đuổi theo, nhé mắt đem con vệ linh trùng muốn trốn, một hơi luốt chừng. Vô Ảnh luốt con vệ linh trùng kia, thân thể phỉnh lớn một chút giống như là bong bóng bị bơm hơi. Diệp Mạc lòng cả kinh, không phải sợ Vô Ảnh bị lộ, mà sợ Vô Ảnh chìm vào giấc ngủ thì hắn xong đời. Một khi Vô Ảnh chìm vào giấc ngủ thì tình cảnh cuối cùng bọn hắn không khác bà tiền tu sĩ khác bao nhiêu. Cũng may Vô Ảnh cũng không ngủ mà bộ dáng lắc lư thỏa mãn, lần nữa trở trên vai Diệp Mạc, cuối cùng bụng nó rất nhanh bình thường lại. Cái năng lực tiêu hóa của tên nhóc Vô Ảnh này khiến Diệp Mạc thầm sợ hãi, quả thực không gì sánh nổi. Diệp Mạc biết Vô Ảnh nuốt vào bụng rồi không chỉ là một vệ linh trùng mà còn có cả nguyên thần tu sĩ ngưng thể mắt tam giác, cũng chính là tên mắt tam giác đã cho nguyên thần của mình bám vào vệ linh trùng để trốn, mới là chậm rãi chuyển hóa thành linh tu. Con vệ linh trùng kỳ quái lúc trước chạy trốn nhanh như vậy chính là có nguyên thần tu sĩ bám vào, chỉ là lúc đó Diệp Mạc không chú ý. Diệp Mạc cố ý lấy ra quyển sách vật đọc một chút, quả nhiên phát hiện vệ linh trùng tôn vệ tu sĩ hư thần, chỉ cần nguyên thần người đó không bị hao tổn có thể bám vào thân vệ linh trùng. Thế nhưng mặt trên cũng giới thiệu bất luận tu sĩ gì nếu không phải là có nguyên thần cường đại, dù là bám vào vệ linh trùng cuối cùng linh trí bị che mờ, trở thành vệ linh trùng biết pháp thuật. Nói cách khác là hoàn toàn biến thành một con vệ linh trùng lợi hại hơn vô số lần với vệ linh trùng khác, tuyệt đối không thể trở thành linh tu. Diệp Mạc thu hồi quyển sách vật, đồng thời hít một hơi khí lạnh. Lúc trước cho rằng người lối sướng đám vệ linh trùng chỉ muốn chăn nuôi đám vệ linh trùng mà thôi, không ngờ là có cả cái kế hoạch kinh khủng đằng sau. Một khi vệ linh trùng ở đây cắn nuốt được ngàn vạn tu sĩ, thực sự trở thành một cái lực lượng kinh khủng cỡ nào. Huống hồ có thể tới đây đều là tu sĩ có bản lĩnh, nếu không đến ngoại vi của cấm địa băng thần cũng vào không được. Diệp Mạc cũng không để ý đến hai tên tu sĩ còn đang cầu cứu hắn, nhanh chóng mang theo mọi người rời khỏi. Hắn hiểu rõ bất luận đối phương có mục đích gì, có liên quan gì tới hắn, cũng chỉ cần thực lực hắn cường đại hơn cũng không cần lo lắng. Chỉ đi được 10 bước, Diệp Mạc ngừng lại. Hắn thấy mọi người nhìn về phía mình lúc này kỳ quái. Mọi người thấy tình huống nơi này có gì không đúng, chính là hướng chúng ta đi lựa chọn không có cùng hướng bọn họ. Vì sao đến nơi đây có thể gặp bọn họ? Chương 1168, phá trận tấn cấp. Diệp Mạc sau khi đưa ra vấn đề mấy người khác thực sự nhận ra đúng vậy, bọn họ vốn đã thay đổi phương hướng khác, vì sao lâu như vậy lại tới cùng một chỗ? Chúng ta có hay không đi vào mê cung, đi tới đi lùi dậm chân tại chỗ? Bác Vĩ có chút hoang mang. Nhất định đây là trận pháp, hơn nữa chúng ta tuyệt đối không phải là dậm chân tại chỗ, bởi chúng ta càng đi linh khí càng nồng đậm. Diệp Mạc khẳng định, tất cả đồng ý với lời Diệp Mạc. Đây chắc chắn là trận pháp, thế nhưng chỉ có Diệp Mạc là người duy nhất hiểu trận pháp. Hiện tại ngoại trừ Diệp Mạc không có ai có thể có biện pháp. Diệp Mạc trầm mặc hồi lâu lên tiếng. Chúng ta hiện tại không nên đi, chờ tôi suy nghĩ biện pháp. Nói xong Diệp Mạc lấy ra trận kỳ bố trí, trận pháp phòng ngự xung quanh, sau đó là bắt đầu suy ngẫm. Lúc này không ai quấy rầy Diệp Mạc, tất cả tự giác ngồi một bên chờ đợi hoặc tu luyện. Không thì nhìn đám trứng vệ linh trùng chi chít ngoài trận pháp phòng ngự, đám trứng vệ linh trùng này cũng không dám tiến gần trận pháp. Tất cả mọi người biết đám vệ linh trùng này không phải sợ hãi trận pháp Diệp Mạc, mà là sợ Vô Ảnh quá mức hung tàn không dám tới gần. Mấy canh giờ sau, một tiếng kêu thảm thiết mơ hồ vang, tất cả mọi người biết hai tên tù sĩ dựa vào cái trận bàn phòng ngự kia tới cực hạn bị vệ linh trùng cắn nuốt. Lâm Dị Bán vô thức dùng mình, nếu không phải y đi theo Diệp Mạc tới đây mà tự mình mang theo từ đồng tới, kết quả hai người họ chính là cái kết cục hai tù sĩ trước đó chờ đợi. Diệp Mạc lúc này hoàn toàn không có chú ý bên ngoài, hoàn toàn đắm chìm vào trong dòng suy nghĩ. Tỉ mỉ nghe được động tĩnh dưới nền đất. Ở đây khẳng định là mê trận, có thể là do bản lãnh bố trí trận pháp của hắn có hạn chế, căn bản nhìn không ra. Hơn nữa Diệp Mạc biết dù là thần thức của hắn có thể ra ngoài, nhưng nếu đụng phải các loại cao thủ trận pháp cũng không phải việc tốt. Người ta là tùy có thể bố trí mấy cái trận pháp mê hoặc thần thức, tốt nhất không nên quấy rầy tới y. Thế nhưng Diệp Mạc có biện pháp chính mình, con mắt và thần thông không dùng được thì dùng tới lỗ tai. Hắn không tin người bố trí trận pháp kia có thể trâu như thế, ngay cả âm thanh cũng đạo lộn được. Hơn nữa, hắn cũng không tin người bố trí những trận pháp này nghĩ đến việc có người ngồi yên tĩnh dưới đám vệ linh trùng mà nghe ngóng mấy canh giờ. Bất luận loại tu sĩ gì, đi đến nơi chi chít vệ linh trùng thế này, dù đã có trận pháp phòng ngự ngăn trở cũng không có khả năng tâm tình ngồi tĩnh lặng nghe ngóng. Thế nhưng Diệp Mạc có Vô Ảnh, cho nên là vệ linh trùng căn bản không dám tới gần.
Hơn nữa là tu luyện tam sinh quyết hoàn toàn là tùy thời, tập trung toàn bộ tinh thần là một việc. Thời gian dần qua thoáng cái qua gần hết ngày, không ai sốt ruột. Lạc Ảnh Vân, Kinh Tuyết, Cá Bắc Phi, mấy người là ngồi cạnh Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc mà xảy ra chuyện, các cô không nghĩ đến việc sống tiếp, mà những người còn lại biết rằng chỉ có Diệp Mặc mới dẫn bọn họ rời khỏi đây. Diệp Mặc lúc này đứng lên bắt đầu lấy trận kỳ bố trí trận pháp. Hắn nghe ra một cái phương hướng thỉnh thoảng chuyển tới tiếng cào nhào, thanh âm kia đều không phải là phát theo quy luật. Thế nhưng thỉnh thoảng một hai lần khiến Diệp Mặc kỳ quái là thanh âm kia phát ra từ phương hướng bọn hắn mới đi tới. Ngoại trừ phương hướng đó, các phương hướng khác đều vô cùng an tĩnh. Ngoại trừ tiếng di động sàn sạt đám phệ linh trùng ra, không có thanh âm nào khác. Diệp Mặc dọc theo phương hướng thanh âm phát ra mà bố trí trận pháp che đậy. Quả nhiên bố trí xong trận pháp, phía trước mọi người xuất hiện một cái đường thẳng có thể nhìn. Vốn tầm mắt bọn họ luôn là có cảm giác mơ hồ, căn bản không có biện pháp nhìn quá xa, nhưng sau khi Diệp Mặc bố trí trận pháp, tầm nhìn bọn họ là nhìn xa hơn. Đồng thời mọi người phát hiện thần thức đảo qua đoạn đường kia có thể thấy được một cái nơi khác xa nơi khác. Hiện tại mọi người hiểu rõ lúc trước tầm mắt bọn họ hạn chế là bởi vì ảnh hưởng của trận pháp. Diệp Mặc mỉm cười biết rằng biện pháp của mình có tác dụng, lập tức nói với mọi người: chúng ta cứ dọc theo phương hướng này khẳng định có thể thoát ra. Mọi người đi được vài dặm, Diệp Mặc lần nữa ngồi xuống nghe, sau đó thay đổi một phương hướng khác bố trí trận pháp tiếp tục đi. Cứ như vậy đoàn người Diệp Mặc đi một chút lại dừng, thẳng tới 5 ngày sau Diệp Mặc mới dừng lại. Lần này Diệp Mặc không có bố trí trận pháp bởi hắn nghe thanh âm cầu nhào kia đã ngay phía trước. Thế nhưng bất luận thế nào, phía trước chỉ là cái vũng cát gồm toàn trứng vệ linh trùng. Một khi hắn đi dọc theo hướng thanh âm cầu nhào là âm thanh lập tức giảm nhỏ, mà khi hắn lùi cũng là âm thanh lần nữa rõ. Thế mọi người nhìn mình, Diệp Mặc bỗng nói: nếu tôi không nhầm, ở đây hẳn là một cái trận pháp ẩn nấp, chỉ là tu vị trận pháp của tôi hiện tại quá thấp, không có cách nào nhìn xa. Câu nói kế tiếp Diệp Mặc chưa có nói, thế nhưng mọi người đều không hiểu biết về trận pháp thì làm sao phát dài. Ông xã, hay là anh nói ra phương hướng trận pháp kia mọi người cùng nhau công kích là được, Khinh Tuyết đề nghị. Diệp Mặc liền vỗ mạnh tay một cái: đúng rồi, tại sao anh không nghĩ đến cái việc này nhỉ? Trận pháp ẩn nấp dù lợi hại thì cũng chỉ là trận pháp mà thôi, chỉ cần đủ lực công phá là chắc chắn nó phải lộ nguyên hình. Nói xong Diệp Mặc lấy ra hỏa cầu đánh ra ngoài, đồng thời nói: chính ở đây, mọi người cùng công kích. Diệp Mặc lập tức dừng vì hắn hiện tại vui mừng phát hiện hỏa cầu của hắn bị chặn lại. Hiển nhiên suy đoán không sai, ở đây là một cái trận pháp ẩn nấp còn có công năng phòng ngự. Đám Lâm Dị Bán là đại hỉ bắt đầu lấy pháp bảo. Có hai tu sĩ ngừng thể Lâm Dị Bán và từ đồng lực công kích, tổng thể mọi người lập tức thăng đến đẳng cấp khác. Diệp Mặc lại ngừng công kích, nhìn thấy hình thức ban đầu của trận pháp, rõ ràng là trận pháp ẩn hình chưa từng nhìn qua. Thủ đoạn bố trí trận pháp người này quả là cao minh. Một số trận kỳ ẩn nấp ở không trung được linh khí thấm nhuần, căn bản không cần linh thạch duy trì. Diệp Mặc trực tiếp bố trí trận pháp phòng ngự xung quanh mọi người, sau đó là ngồi xuống bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu trận pháp. Ầm ầm, những cái thanh âm ầm ầm vang không ngừng, trận pháp ẩn nấp càng lúc càng lộ, thế nhưng là không có dấu hiệu bị công phá. Hiển nhiên trận pháp này có công năng phòng ngự, cho dù biết là trận pháp ẩn nấp không có cách nào đi vào. Hơn nữa chỉ cần mọi người ngừng công kích, trận pháp ẩn nấp là từ khôi phục nguyên trạng. Thật ra trận pháp lợi hại không chỉ Diệp Mặc, dù là tu sĩ ngừng thể như Lâm Bán Dị cùng Tư Đồng chưa từng thấy trận pháp này. Nhiều người cùng nhau công kích như vậy, còn hai người là tu sĩ ngưng thể mà không thể công phá nổi trận pháp ẩn nấp. Mọi người thấy Diệp Mặc ngồi xuống nghiên cứu trận pháp, họ biết rằng chỉ không ngừng công kích trận pháp nó lộ ra mức tối đa thì Diệp Mặc mới có thể dễ nghiên cứu. Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn đắm chìm trong trận pháp. Loại thủ pháp bố trí trận pháp này không biết cao minh hơn hắn bao lần. Đương nhiên Diệp Mặc cũng biết hắn chỉ là đại sư trận pháp, còn chưa chân chính tự mình diễn sinh một hệ thống trận pháp hoàn chỉnh riêng mình. Thời gian một ngày một đêm nhanh chóng qua, không ngờ lúc này Diệp Mặc xuất ra tài liệu bắt đầu luyện trận kỳ. Khi Diệp Mặc luyện một đống trận kỳ, lúc này mọi người nghe nói hiện tại không cần công kích nữa. Trận pháp tuy rằng không phải trận pháp chuyên về phòng ngự, nhưng với tu vị vài người chúng ta, dù là công kích tới tháng sau cũng không cách nào công phá. Lòng Diệp Mặc rất rõ, trận pháp này hiển nhiên là trận pháp đỉnh cấp, dù là tu sĩ hóa chân sợ rằng phí sức một phen mới công phá được, nói chi là tu sĩ ngưng thể. Hơn nữa với điều kiện tu sĩ hóa chân có thể tìm nơi đây, Diệp Mặc biết nếu muốn tìm tới nơi đây rất khó khăn. Hắn có thể tìm tới là dựa vào vô ảnh cùng tam sinh quyết có sự bình tĩnh và quyết đoán quán. Đương nhiên còn cần phải hiểu về trận pháp mới có thể. Những thứ kia một thứ cũng không thể thiếu. Chờ sau khi mọi người dừng, Diệp Mặc bắt đầu không ngừng ném trận kỳ. Lát sau lần nữa tu hồi trận kỳ, thay đổi một cái phương hướng ném trận kỳ ra, cứ làm như thế nhiều lần. Sau đó biến đổi đến mấy trăm phương hướng, Diệp Mặc mới bỗng ngừng. Sao vậy? Bắc Vi lo lắng. Anh đã hiểu được rồi. Một loại hệ thống bố trí trận pháp hoàn toàn mới hình thành trong đầu Diệp Mặc. Phương vị không phải là thủ đoạn duy nhất tính toán trận kỳ bố trí trận pháp,
mà còn có không gian, thậm chí Diệp Mặc đoán rằng có cả thời gian. Đáng tiếc hiện tại hắn đối với không gian đều không hiểu, nói chi thời gian. Thế nhưng không hiểu không gian thời gian không có vấn đề. Điều này không có nghĩa hắn không hiểu trận pháp. Giờ khắc này đối với việc bố trí trận pháp có một cái nhìn hoàn toàn mới, hắn căn bản không chần chừ chút nào, trận kỳ trong tay không ngừng ném ra. Lát sau một cái thông đạo xuất hiện trước mặt mọi người. Mở rồi, không chỉ Diệp Mặc mừng rỡ, mọi người xung quanh mừng rỡ. Tuy rằng bọn họ có vô ảnh mở đường, thế nhưng cứ trường kỳ bị vây khốn giữa tứ phương tám hướng chi chít vệ linh trùng, không thể nói là lỏng không thấy hoảng. Những đám vệ linh trùng này ngay cả tu sĩ ngưng thể nói giết là giết, huống chỉ là tu sĩ thấp như họ. Thế nhưng mà không ai tấn nhập thông đạo, tất cả chờ Diệp Mặc. Diệp Mặc nhắm mắt lại suy nghĩ lựa ngày, bỗng mở mắt. Hắn biết mình tấn cấp đến cảnh giới tông sư trận pháp cấp 7. Với hắn mà nói thì thủ pháp bố trí trận pháp lúc này là hoàn toàn hệ thống mới. Chỉ cần nỗ lực thì thành tựu sau này hoàn toàn vượt xa kỳ bẩm tiền bối. Nghĩ tới kỳ bẩm tiền bối, lửa giận Diệp Mặc đối với Lôi Vân Tông cùng Vô Cực Tông là tràn ngập trong lòng. Hắn thề rằng hắn một ngày tấn cấp nên tu sĩ hóa chân nhất định phải san bằng hai cái môn phái. Chậm rãi thu hồi tâm thần, Diệp Mặc phát hiện mọi người nhìn mình, liền lên tiếng: phương hướng này không có nguy hiểm, mọi người vào trước, tôi đi sau cùng. Diệp Mặc sở dĩ đi sau cùng là bởi vì hắn cần thu hồi trận kỳ, ở đây rất nhanh không còn bí mật. Hắn không muốn lưu lại thông đạo cho người ta tiến vào, huống chi không chỉ nói người khác, dù là đám phệ linh trùng không chừng cũng lợi dụng thông đạo tiến tới. Mấy người lạc cảnh theo Diệp Mặc tiến vào thông đạo, Diệp Mặc thu hồi tất cả trận kỳ, thông đạo lần lượt biến mất, mà đám Diệp Mặc vốn đứng chỗ này cũng biến mất hoàn toàn giống như chưa từng xuất hiện qua. Chương 1169, Linh Địa. Sau một nén nhang mọi người lui ra không ai lưu ý. Ở đây so với lúc nãy lạnh hơn vô số lần, thổi ra một hơi thậm chí có thể biến thành bằng xương. Nhưng không ai trong bọn họ chú ý điểm này bởi bọn họ là bị một màn trước mắt làm kinh sợ. Một linh tùy trì thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Xung quanh linh tùy trì có các loại bạch ngọc, thanh ngọc luyện chế thành ghế ngồi, thành bàn bát rác. Tất cả là vô cùng xa hoa. Còn mười mấy thị lữ bưng bề đứng các phương vị, mà trên bàn thậm chí là bầu rượu lâu năm đá thành hóa thạch. Và cũng giống bên ngoài, những thị lữ kia biến thành người băng, tuy rằng sống động như khi còn sống, thế nhưng không ai còn sống, thậm chí là linh tùy trì đã khô cạn. Giống với ở bên ngoài, hồi lâu sau Lạc Phi mở miệng đầu tiên. Hiển nhiên năng lực thừa nhận của Lâm Dị Bán với mấy cô gái này cao hơn nhiều, gật đầu nói: đúng vậy, giống với bên ngoài, chỉ có điều mọi người chú ý không, ở đây tuy rằng rất lạnh, nhưng không có băng hàn như ngoại vi cấm địa băng hàn. Lẽ nào đây mới thực sự là cấm địa băng hàn? Cam Lang nghi hoặc. Diệp Mặc lắc đầu, ở đây tuyệt đối không phải là cấm địa băng thần. Nếu như ở trong cấm địa băng thần thư thái thế này, vậy cũng không thể nói là cấm địa băng thần rồi. Diệp Mặc đi qua cấm địa vẫn chân của vẫn chân điện, biết rằng cấm địa băng thần so với cấm địa vẫn chân xếp cao hơn một hạng. Hiển nhiên là biết nguy hiểm hơn so cấm địa vẫn chân, mà không có khả năng trị lạnh như lúc này. Ở đây giống như là tiền hội giao trì, những người này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bắc Phi là nói với giọng run rẩy. Ở đây cũng có vệ linh trùng, Tư Đồng đột nhiên thốt. Kỳ thực không cần cô nói thì Diệp Mặc thấy vệ linh trùng. Đây là vệ linh trùng đã lở, thậm chí có vẻ trưởng thành hơn. Đám vệ linh trùng này hẳn là những con vệ linh trùng tấn cấp rồi tiến tới tìm kiếm linh địa. Diệp Mặc nhìn mấy trăm con vệ linh trùng nói: số lượng vệ linh trùng ở đây dù là mấy trăm thậm chí ngàn con, thế nhưng so sánh hàng tỷ bên ngoài quả nói là bé nhỏ không đáng kể. Diệp Mặc gọi vô ảnh ra, lần này vệ linh trùng thấy vô ảnh lập tức quay đầu chạy trốn, nhưng tốc độ của vô ảnh cực kỳ nhanh. Chốc lát đám vệ linh trùng này bị vô ảnh nuốt sạch không còn một bóng. Diệp Mặc lại đến vị trí bọn vệ linh trùng đi vào, túy đánh ra mấy cái miếng trận kỳ, xuất hiện một cái cây cao một thước. Hơn nữa phía trên cây cao có kết quả, nhìn chín quả còn có chút xanh, hiển nhiên chưa chín. Sa quả linh dược cấp 9, Lâm Dị Bán kinh ngạc kêu. Sa quả Diệp Mặc đương nhiên biết thực sự là linh dược cấp 9, cũng là tài liệu chú ý luyện chế kiếp sinh đan. Kiếp sinh đan là đan dược quan trọng để tu sĩ thừa đỉnh sử dụng tấn cấp kiếp biến. Chỉ ít là đề cao hai thành cơ hội, vì thế thấy được đó là chân quý mức nào. Ta nghe nói sa quả không có mùi vị, quả nhiên không có mùi vị đạo. Tư Đồng là ngạc nhiên, hiển nhiên là lần đầu thấy sa quả. Diệp Mặc lại nói, sa quả không phải không có mùi vị, chỉ là chúng ta ngửi không được mà thôi. Nhưng có một loại linh trùng kỳ dị có thể ngửi, bất luận khoảng cách bao nhiêu thì loại linh trùng này là theo mùi vị mà tìm tới. Phệ linh trùng, vài người là đồng thanh nói. Đúng vậy, Diệp Mặc gật đầu, hắn không cần giải thích mọi người hiểu được. Bên ngoài bố trí trận pháp phòng ngự và trận pháp ẩn nấp không ai có thể tìm. Thế nhưng mà người bố trí trận pháp chỉ cần lưu lại một cái khe hở ở giữa trận pháp thì vệ linh trùng có thể theo mùi vị của sa quả mà tới. Bởi vì thấy được linh địa để vệ linh trùng tấn cấp là ở đây.
Quả nhiên mọi người thấy được Diệp Mặc mở trận pháp ẩn nấp của Sa Quả không bao lâu, có thêm nhiều phệ linh trùng tiến vào. Thế nhưng vô ảnh cũng không chần chờ chúng tìm được lối, đã nuốt hết vào bụng. Diệp Mặc không chút do dự, ném ra gốc linh Sa Quả chưa chín rời đến thế giới trang vàng. Thứ này chắc chắn hắn giữ, nó không chừng sau này luyện chế kiếp sinh đan phải dựa vào cái cây này. Sau khi đưa Sa Quả vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc biết sau này phệ linh trùng căn bản không có khả năng tìm tới đây, trừ khi có những con vận khí cực kỳ cá biệt. Thế nhưng mà những con phệ linh trùng cá biệt đó Diệp Mặc không có dự định để chúng tìm tới. Diệp Mặc liên tục ném ra trận kỳ, từng đạo pháp đánh qua. Những cái trận pháp vốn dĩ là một cái khe nhỏ kia đảo mắt được Diệp Mặc bổ sung hoàn chỉnh. Diệp Mặc nhìn trận pháp bị mình phong kín, lòng là thở phào nhẹ nhõm một cái. Sau này những phệ linh trùng kia dù là có phá trứng nở ra cũng không thể tìm được linh địa tấn cấp, chỉ còn một đường chết. Bản thân lần nữa là phá hỏng kế hoạch của một người thần bí. Có thể sau khi kẻ thần bí này biết, chắc là tức giận muốn ăn tươi nuốt sống mình, nhưng Diệp Mặc không thể làm khác. Trái lại, hắn không lo đến cái việc đắc tội nhiều người, sau này chỉ cần thực lực hắn để cao. Đến khi mà người ta không dám nói những lời vô ích với hắn thì hắn cũng không có việc gì cả. Diệp Mặc chờ cho đường vào phệ linh trùng kia hoàn toàn bị che kín mới là vỗ tay gọi Tuyết Nhung Hồ ra. Nếu không có Tuyết Nhung Hồ, hắn không chừng là còn cần giữ lại một con phệ linh trùng tìm kiếm linh địa. Thế nhưng có Tuyết Nhung Hồ, Diệp Mặc hoàn toàn không cần bận tâm. Tiểu hồ ly thật xinh đẹp, ông xã à. Đây là Tuyết Nhung Hồ lần trước, anh đưa em đến Mai Lộ Tuyết Sơn tìm kiếm đó sao? Lạc Ảnh thấy Tuyết Nhung Hồ lập tức mừng sợ, muốn ôm lấy nó. Tuyết Nhung Hồ vừa ra tới, bất luận Lạc Ảnh kinh tuyết cô gái nào có mặt đều rất thích. Cái tên nhóc này thoạt nhìn cả ấy, cả người trắng muốt xinh đẹp, hơn nữa còn mập mạp mũm mĩm, làm các cô nhịn không được lấy tay vuốt ve. Không phải, đây là anh tìm được ở tu chân giới, còn Tuyết Nhung Hồ ở Mai Lội Tuyết Sơn không biết đã đi tới đâu. Diệp Mặc lắc đầu. Tuyết Nhung Hồ thấy đường Bắc Phi muốn ôm nó, hóa thành cái bóng trắng từ trước người Bắc Phi thoát đi. Tu vị Bắc Phi chỉ là kim đan tầng 6 không ngờ cũng bắt không được nó. Tốc độ thật nhanh, Bắc Phi kinh hãi kêu. Từ Đồng vừa cười vừa nói, đây chắc là tầm linh thú cấp 5, rất nhanh tấn cấp cấp sắm. Em không bắt được nó là chuyện thường. Cái gì? Tiểu hồ ly này sắp tấn cấp yêu thú cấp 6, Bắc Vị kinh ngạc kêu lên. Diệp Mặc lại biết Từ Đồng nói đúng. Lúc hắn thu được Tuyết Nhung Hồ đã là cấp 5 sơ kỳ, chắc là do ở thế giới trang vàng, mức linh khí quá lồng đậm mới lớn nhanh tới vậy. Giờ sắp tấn cấp cấp 6 không quá ngạc nhiên. Tuyết Nhung Hồ nhanh chóng chạy tới góc bên trái, là dùng móng vuốt đảo bới. Diệp Mặc lập tức qua đó bố trí trận kỳ. Lại là trận pháp ẩn nấp xuất hiện trước mặt mọi người. Diệp Mặc đã quen với việc dùng trận kỳ khai mở thông đạo, mọi người lại nhanh chóng vào. Sau khi tiến vào bên trong, cảm giác sảng khoái tới cực điểm chuyển tới. Linh tụy chỉ ở đây thật lớn, ngay cả người rụt rè như Từ Đồng nhịn không được mà kinh ngạc thốt lên. Ngay cả Lạc Ảnh khinh tuyết cũng vậy, nhịn không được chạy tới. Nhưng hơn nữa, cái loại linh khí lồng đậm này nói rõ là không chỉ là linh tụy chỉ trung phẩm, thậm chí là linh tụy chỉ cực phẩm, không, chết là linh tụy chỉ thượng đẳng. Diệp Mặc thu hồi trận kỳ, lấy ra 10 miếng trận kỳ khác phong tỏa nơi này, lúc này bắt đầu kiểm tra linh tủy trì. Nơi này là đại điện cực lớn, mặt ngoài đại điện ngoại trừ linh tủy trì thật lớn không có cái gì khác. Mỗi một linh tủy trì bên linh tủy trì là vô cùng đầy đủ, hiển nhiên là thời gian dài không ai tu luyện. Linh tủy trì ở đây không chỉ một cái, hơn nữa sát bên ngoài từng cái linh tủy trì đều có một cái số viên linh tinh rơi lạ tả, thậm chí linh tinh cao cấp, thế nhưng không ai vào đây tu luyện. Cũng không ai tranh đoạt chém giết tất cả chờ Diệp Mặc. Diệp Mặc đếm một chút, tổng cộng 16 cái linh tủy trì, thì biết hơn 10 người bọn họ, dù là mỗi người một cái vẫn còn thừa. Hơn nữa linh tủy trì này ở đây còn là cao cấp hơn ở Sa Nguyên Giờ Cốc nhiều. Nghe tay đi, Diệp Mặc nói, mỗi người vào một cái linh tủy trì thu lại linh tinh bên cạnh. Nghe xong lời Diệp Mặc, Lầm Dị Bán và Từ Đồng đầu tiên thu nhặt linh tinh rơi vãi bên linh tủy trì. Đám Cam Lam Lạc Phi đi theo đến linh tủy trì khác. Diệp Mặc để Bắc Phi đi trước tới linh tủy trì, nói với Lạc Ảnh Kinh Tuyết, các em cũng là kim đan đỉnh, anh ở đây có thảo hoạn đan, hiện tại các em tấn cấp nguyên anh đi, sau đó lại trong linh tỷ trì tu luyện mới là tốt nhất. Về phần công pháp thì sau này không cần tu luyện công pháp cũ, anh cho em bộ công pháp luyện mới. Có Diệp Mặc một bên bảo vệ lại nhiều linh tỷ trì như vậy, dù là trong đại điện này tấn cấp nguyên anh thì Lạc Ảnh và Kinh Tuyết hoàn toàn là vô kinh vô hiểm. Lôi kiếp qua đi, Diệp Mặc chờ sau khi Lạc Ảnh và Kinh Tuyết bắt đầu tu luyện, lúc này mới bố trí bên ngoài trận pháp phòng ngự, trận pháp công kích, hai trận pháp đều là cấp 7. Cho dù là bên trong, Diệp Mặc cũng cẩn thận, ai biết có người nào đột nhiên tìm được tới. Bọn họ dù là có 10 người nhưng nói thẳng ra ngoại trừ Lâm Dị Bán cùng Từ Đồng là tu sĩ ngưng thể, có một chút sức chiến đấu, còn lại là góp mặt cho đủ số. Diệp Mặc thấy mọi người là lỗ lực hấp thu linh khí bên trong linh tùy trì tu luyện, lốc xoáy linh khí không ngừng hình thành đỉnh đầu mỗi người, biết rằng lần này mọi người là để thăng tu vị rất nhiều. Ngắn không vội tu luyện mà bắt đầu lấy trận bàn thời gian kia.
Hắn không có ý định để mọi người tiến vào trận bàn thời gian tu luyện, bởi Diệp Bạch biết như vậy căn bản không hiện thực. Cho dù trận bàn bố trí một mình hắn tu luyện cũng là cần tài tiêu tốn rất nhiều linh khí khởi động. Nếu như tất cả mọi người cùng vào thì 16 cái linh tỷ chi không chừng chẳng đủ cho trận bàn thời gian này tiêu hao. Chương 1170, Hư Thần Đỉnh. Còn lại 7 cái linh chỉ Diệp Mặc dùng 3, một trong số đó để cho hắn tu luyện, còn 2 cái để cung cấp linh khí cho 7 dẫn linh trận quán, chứ là cung cấp linh khí cho trận bàn thời gian. Trận bàn thời gian của Diệp Mặc tiêu hao linh khí quá lợi hại, hắn sợ linh khí một linh chỉ là không đủ dùng. Sau khi sử dụng linh tủy chỉ cộng thêm hư linh đan hạng nhất luyện, Diệp Mặc tin tưởng sau khi sử dụng hết linh tủy của một linh tủy chỉ, hắn có thể tấn cấp hư thần hậu kỳ. Nếu như người khác tu luyện chỉ là hình thành lốc xoáy khí, vậy thì Diệp Mặc tu luyện đỉnh đầu là 8 lốc linh khí, hơn nữa lốc xoáy linh khí hình thành màn sương như thực thể. Chỉ bởi vì Diệp Mặc bên trong trận pháp gia tốc thời gian, khi trận pháp gia tốc thời gian liên tục chuyển động, làm xuất hiện bóng mờ những người phía ngoài căn bản nhìn không thấy. 2 tháng trôi qua, Lâm Dị Bán là người thức tỉnh đầu tiên trong tu luyện. Y kinh hỉ phát hiện ra mình là ngưng thể tầng 8, tiến thêm một chút là ngưng thể tầng 9, mấy nhìn ninh tùy chỉ bên trong chỉ là mất chưa tới 1/5, nhất thời mừng rỡ vạn phần. Linh tủy không tới 1/5 đủ cung cấp tự ý. Từ ngưng thể tầng 7 tới ngưng thể tầng 8, hiển nhiên linh tủy chỉ ở linh tủy chỉ nền linh tủy thượng phẩm. Y vô thức nhìn người xung quanh tu luyện, cam lang tiến bộ nhiều nhất hiện tại thình lình là Nguyên Anh tầng 7, mà vợ y tự đồng là ngưng thể tầng 6. Hai người vợ của Diệp Mặc là Nguyên Anh tầng 3, mà cô em gái của hắn là Kim Đan tầng 8, mắt thấy là Kim Đan viên mãn bắt đầu kết anh. Lạc Phi của Kiếm Cốc và Cận Triang cũng là Kim Đan tầng 1, hiển nhiên các cô trong này đã kết đan. Chỉ có Diệp Mặc là nhìn không ra, chỉ biết xung quanh hắn là trận pháp không ngừng xoay tròn. Y chỉ là nhìn thoáng qua nhất thời cảm thấy choáng váng, y nhanh chóng chuyển rời mắt, lòng thầm hoảng sợ đây là trận pháp gì. Khi thấy Diệp Mặc ở vỉa hai linh tủy chỉ khác bố trí trận pháp, càng khiếp sợ. Cái y khiếp sợ đương nhiên không phải trình độ bảy bình bố trận của Diệp Mặc, mà vì linh tủy chỉ của hai linh tủy chỉ được Diệp Mặc bố trí trận pháp, mỗi cái linh tủy chỉ đều là vơi đi 1/3, thậm chí thêm chút nữa là tiếp cận 1/2, cộng thêm linh tùy trì Diệp Mặc đang dùng luyện, Lâm Dị Bán không dám nghĩ tiếp. Vị tân thành chủ của mình tu luyện sao mà kinh khủng tới thế, phải cần linh tùy trì 3 linh tùy trì mới có thể tiêu hao. Hơn nữa tiêu hao lớn như vậy, lẽ là linh tùy trì của hai linh tùy trì khác là cung cấp cho trận pháp của hắn, là trận pháp gì cần nhiều linh khí dữ vậy? Tụ linh trận cũng đâu cần, coi như là cần Diệp Mặc cũng không hấp thu được nhiều như vậy. Diệp Mặc tuy rằng không biết bên ngoài bao lâu, thế nhưng biết mình tu luyện đã 2 năm. Lúc này tu vị của hắn là hư thần tầng 7 đỉnh, tiếp theo là đột phá hư thần tầng 8. Thế nhưng hắn không có ý định dừng, chỉ cần linh tỷ trì của mình không khô, hắn là không dừng lại. Bên ngoài lại qua 2 tháng, Diệp Mặc lúc này bỗng đứng lên dừng việc tu luyện. Trong trận pháp gia tốc hắn tu luyện được 4 năm, lúc này hắn là tu vị hư thần đỉnh. Sau khi hư thần đỉnh, Diệp Mặc biết mình không còn biện pháp tiếp tục ở trong trận pháp gia tốc thời gian tu luyện, lúc này phải phí thời gian nhất định ổn định chân nguyên hư thần hậu kỳ, tìm chỗ chuẩn bị độ kiếp. Diệp Mặc thu hồi trận pháp, khi đi ra phát hiện ra em gái Bắc Phi sớm đứng một bên không luyện. Những người khác tốc độ luyện rất nhanh, nhưng Diệp Mặc phát hiện trừ linh tủy ở bên trong 3 linh tủy chỉ quán vơi đi ít nhiều, linh tủy chỉ mấy người khác hầu như nguyên si, chỉ có linh tủy chỉ của Lâm Dị Bán vơi đi 2/5, mà Lâm Dị Bán là ngưng thể tầng 8 đỉnh. Anh cũng ra rồi. Đường Bắc Phi một mình buồn chán thấy Diệp Mặc ra lập tức mừng rỡ. Diệp Mặc nhìn Bắc Phi biết không cách nào luyện nữa, cô rõ ràng là Kim Đan tầng 9 đỉnh. Cần kết anh rồi. Diệp Mặc phát hiện lần này hắn tiến vào cấm địa bằng thần thục đúng là đi đúng hướng. Lạc Ảnh là Nguyên Anh tầng 4, Khinh Tuyết là Nguyên Anh tầng 3, những người khác là có tiến bộ. Em tu luyện bao lâu rồi? Diệp Mặc chợt nhớ trận pháp gia tốc thời gian nhanh chóng hỏi. Bắc Phi nghi hoặc hỏi. 4 tháng, anh không biết mình luyện bao lâu? Đúng rồi, trận pháp anh tu luyện là gì em căn bản không dám nhìn, vừa nhìn choáng váng. Hóa ra trận pháp gia tốc thời gian của mình sử dụng linh khí do linh tủy cung cấp, không ngờ thời gian đạt tới gấp 12 lần, thực quá kinh người. Diệp Mặc không giải thích với Bắc Vi, đây không phải một hai câu có thể giải thích. Hắn dẫn Bắc Vi tới một bên đại điện bố trí trận pháp, bắt đầu để đường Bắc Vi kết anh. Lúc này tất cả mọi người lưu trong tu luyện, Diệp Mặc không muốn kết anh của Bắc Vi ảnh hưởng người khác. Tư chất Bắc Vi tốt hơn Khinh Tuyết một chút, Khinh Tuyết sở dĩ kết anh trước hoàn toàn bởi vì nguyên nhân của Diệp Mặc. Hiện tại Bắc Vi kết anh đương nhiên không vấn đề. Diệp Mặc là một hư thần đỉnh, lo cho Bắc Vi kết anh, muốn không quấy rầy người khác là không cần nhiều khí lực. Anh hiện giờ anh là tu vị gì? Sau khi lôi kiếp Bắc Vi đi qua, chuyện đầu tiên không phải mừng rỡ mình đã kết anh mà hỏi tu vị Diệp Mặc.
Diệp Bạc lấy 10 bình đan dược đưa Bắc Vi nói: "Anh đã là hư thần đỉnh, anh muốn tìm chỗ độ kiếp, những đan dược này đều có tên trên mặt, đến lúc đó em phân phát cho mọi người tu luyện là được, anh hẳn không đi quá xa." À, Bắc Vi tiếp nhận đan dược nghi hoặc nhìn Diệp Bạc: "Anh, ở đây là một đại điện, anh đi đâu đội kiếp, chẳng lẽ đại điện không được?" Diệp Bạc rất thẳng thắn nói: "Không được, em không cần quản anh. Anh khẳng định có chỗ đi. Nếu có chuyện gì em có thể thông qua thông tin châu nói cho anh." Trước đó Diệp Mặc chính là thông qua thanh âm cào nhào kia tìm tới. Nhưng khi tới nơi hắn là không hề nghe thấy thanh âm cào nhào nào. Cho nên là Diệp Mặc tin ở đây cũng không phải là chỗ hắn thực sự cần tìm. Huống hồ, lôi kiếp hư thần của hắn dẫn tới đáy đầm chú hà sụp đổ. Lúc này hắn cần độ kiếp là lôi kiếp ngưng thể. Loại uy thế này chẳng may chỗ nào sụp đổ thì sao? Hắn có thể sẽ trang vàng nhưng mà mọi người thì đâu có. Bắc Vi tuy rằng không muốn Diệp Mặc rời khỏi thế nhưng không nói gì thêm. Cô có thể thấu hiểu tâm tình anh trai. Anh trai tuy rằng ngoài mặt không nói thế nhưng mà sự khó chịu lòng phỏng chừng không ai có thể lĩnh hội. Cô từ miệng cận trang biết anh trai rất tôn kính kỳ bẩm. Cho nên anh trai hiện tại là cấp thiết muốn để thăng tu vị, cô có thể lý giải. Sau khi chờ Bắc Vi bắt đầu tu luyện, Diệp Mặc nhìn bốn cái linh tủy chỉ còn lại, suy nghĩ. Bốn cái linh tủy chỉ này đám lâm dị bán căn bản không dùng tới, một hồi sau trực tiếp thu hồi. Đem toàn bộ linh tủy chỉ, bốn cái linh tủy chỉ chuyển vào thế giới trang vàng. Về phần linh tủy linh tinh toàn bộ bị hắn thu thập. Tu vị Diệp Mặc so với lúc trước để cao mấy lần. Lúc này hắn đang lắng nghe trong đại điện không có vệ linh chủng, rất nhanh liền được nghe thanh âm cao nhau. Thanh âm không có quy luật thế nhưng mà trong đại điện, một khi tập trung lắng nghe có thể rõ ràng hơn bên ngoài. Lại là trận pháp ẩn nấp. Diệp Mặc đứng ở một góc đại điện tự nhủ, cao thủ trận pháp này hình như rất thích chơi chiều này. Từng loại trận pháp, từng loại bí mật. Nếu như một người không hiểu trận pháp dù là biết âm thanh cũng không thể vào. Diệp Mặc đánh ra trận kỳ rất nhanh thấy một cánh cửa nhỏ, sau đó tiến vào cánh cửa. Diệp Mặc lần nữa thu hồi trận kỳ tỉ mỉ quan sát cảnh tượng. Một cái hành lang khúc khuỷu xuất hiện trước mặt. Ngoại vi hành lang là có sân vườn, chỉ là linh thảo bên trong chết sạch, thế nhưng linh khí lại cực kỳ nồng nặc. Diệp Mặc lắc đầu, ở đây không biết qua bao năm, loại linh thảo linh khí này cũng bị chết đi, hiển nhiên là bởi vì thời gian quá dài, có lẽ linh thảo ở đây không trân quý lắm. Đi đến đầu hành lang khúc khuỷu là một cái cánh cửa gỗ khép hở. Diệp Mặc dùng cánh tay sờ sờ vào cửa gỗ, lòng càng kinh hãi. Lúc này không biết qua bao năm mà cánh cửa gỗ hoàn toàn hoàn hảo như cũ. Hiển nhiên là loại gỗ này là thứ tốt cực phẩm. Diệp Mặc rất muốn đem cái cánh cửa này thử xem luyện khí được hay không, nhưng mà suy nghĩ bỏ qua, ở đây rất nhiều đồ tốt. Nếu như cánh cửa cũng muốn lấy thì có vẻ hơi quá. Tiến vào gian phòng tiếp khách cực lớn, tuy rằng nhiều năm tuổi thế nhưng mà đồ vật bốn phía không có nào bị hư hao. Rất rõ ràng đồ vật bên trong là cực kỳ chân quý. Tử chiếc ghế, bầu rượu, chén ngọc, đồ trang sức đơn giản đều là tài liệu cực phẩm chế tác. Thế nhưng mấy thứ này với Diệp Mặc không mấy hứng thú. Hắn không phải người thích hưởng thụ, những thứ này với hắn là vô dụng. Hơn nữa hắn có thói quen không thích bày biện đồ người khác dùng quạt của chỗ mình. Đối với Diệp Mặc mà nói, chỗ của hắn là và vợ mình đều là đồ phải chính hắn chế tác, chứ số đồ người khác dùng qua dù có tốt hơn hắn không thích thú. Diệp Mặc đi theo thanh âm cào nhào đến cửa khác, một thế giới màu hồng hiện ra trước mặt. Tại góc thế giới màu hồng này có linh tủy tuyền trì. Ở một thạch bích phía trên tuyền trì thỉnh thoảng có dòng suối tinh khiết chảy ra. Thứ chảy ra rõ ràng là dòng suối linh tủy đậm tới cực điểm. Dòng suối linh tủy này chảy vào trong linh tủy tuyền trì, phát ra thanh âm cào nhào. Linh khí lồng lạc khiến Diệp Mặc thoải mái hít một hơi. Linh khí của linh tuyền trì này thậm chí cao hơn với linh tủy bên ngoài. Đây rõ ràng là nơi tắm táp của phụ nữ. Đối diện với linh tủy tuyền trì thậm chí có linh kính cực kỳ lớn đẹp, bên cạnh cái gương còn treo vài cái áo yếm phụ nữ, hiển nhiên là tài liệu luyện chế áo này là cực chân quý. Thế nhưng Diệp Mặc đối với y phục phụ nữ mặc qua càng không có lợi điểm hứng thú, thậm chí tưởng tượng ra một cô gái xinh đẹp từng tắm bên trong linh tủy tuyền trì, cái chỗ này không biết là lời của đại năng nào, không ngờ xa xỉ cùng cực tới vậy. Lúc này Diệp Mặc nghĩ nhiều nhất chính là số vệ linh chủng kia có phải là chủ nhân nơi này nuôi không, còn mấy cái thị nữ bị hóa thành người băng là do ai làm. Chương 1171, màng ta rời đi. Diệp Mặc thầm thở dài, hắn không biết lúc này chuyện gì xảy ra nhưng mà tình huống nơi đây đoán ra đại khái là trong phòng tắm này có một cô gái đang tắm. Sự việc đột ngột xảy ra, cuối cùng cô gái này không kịp mặc quần áo lập tức bỏ chạy ra ngoài, hoặc cô gái này không có cơ hội mặc quần áo bị người ta đưa đi. Bất luận thế nào thì việc cô gái không kịp quần áo mà chạy ra ngoài là chuyện tình bi thảm. Diệp Mặc không hề động đến cái phòng tắm,
Dù nó có linh tủy lồng đậm linh khí, hắn cũng muốn không muốn rời nó đi. Chỉ tiếc là không gian này không thể sử dụng thần thức dò xét. Có thể thấy cái thứ hạn chế thần thức vô cùng lợi hại căn bản không phải trận pháp, mà là một cái cấm chế đơn giản. Hắn rời khỏi phòng tắm, lần nữa đi tới phòng khách và phòng sát vách. Đẩy cửa ra thì cảnh tượng đập vào mắt cả khiến hắn giật mình. Một gã trung niên mặc hoa phục thượng đẳng ngồi tại vị trí trên. Trước mặt y là một cái bàn trà tinh xảo. Trên bàn là bày bộ một cái bộ trà cụ mỹ nệ, không biết là chế tác từ tài liệu gì. Khiến Diệp Mặc giật mình không phải thứ này, mà chính là cánh tay người này cắm vào làm ngón trên đỉnh đầu mình. Vài dòng máu khô lại trên gương mặt. Từ trong mắt người, Diệp Mặc thấy được một cái tâm tình làm lòng người bi thương tuyệt vọng, thậm chí là trống rỗng vô hồn. Hiển nhiên cái người trung niên mặc hoa phục này là chủ nhân nơi đây. Diệp Mặc không ngờ vị chủ này lại tự sát. Dưới sự tưởng tượng của hắn thì nơi này gặp phải cường địch, còn chủ nhân nơi này bị giết khi chiến đấu với kẻ địch hoặc là chạy trốn rồi. Nhưng nghĩ không ra y lại ở bên phòng mình tuyệt vọng mà tự sát, không biết cái gì mà khiến y bi vẫn đau thương tới vậy. Diệp Mặc lắc đầu, hắn không muốn tiếp tục suy đoán, có lẽ đây là chuyện xưa bật đầy bi thảm, khó có thể tiếp nhận, bằng không không có khả năng nhiều thị nữ như chết. Ngay cả chủ nhân cũng tự sát, không có cái nhẫn nào trong tay người trung niên, Diệp Mặc đoán rằng bị người ta cầm đi. Hắn tiến tới tìm kiếm tài nguyên tu luyện, nếu không có ở đây vậy thì cũng không cần tiếp tục. Khi hắn định rời khỏi chuẩn bị phía sau ra độ kiếp thì phát hiện ra trong góc phòng chợt có sự dao động linh lực. Ở đây còn có trận pháp, Diệp Mặc bước nhanh lấy trận kỳ, quả nhiên trận pháp xuất hiện trước mặt. Không ngờ là truyền tống trận loại nhỏ công năng ẩn nấp, chắc là bởi vì thời gian quá lâu mới lộ ra sự dao động linh lực. Diệp Mặc nhìn xung quanh, cuối cùng bước vào truyền tống trận, đặt vào lỗ khóa, khởi động hai viên linh thạch. Xung quanh truyền tống trận tỏa ra luồng sáng, Diệp Mặc biến mất khỏi căn phòng. Một cảm giác lạnh buốt tận xương tủy truyền tới. Diệp Mặc lúc này phát hiện bản thân đứng giữa khu vực băng thiên tuyết địa. Mới ra khỏi truyền tống trận, lập tức cảm thụ từng thanh âm xương cốt truyền tới. Diệp Mặc hãi sợ nhanh chóng vận chuyển chân nguyên bảo vệ bản thân. Thực sự là một nơi lạnh như băng. Nếu như là một cái tu sĩ nguyên anh tới đây, nói không chừng trong nháy mắt bị đông thành người đá. Ở đây là còn lạnh hơn ngoại vi cấm địa bằng thần vô số lần. Sau một lát, Diệp Mặc là cảm giác lạnh tới tận xương, lấy ra đại đỉnh bát cực. Đại đỉnh bát cực bắt đầu xoay trên đỉnh đầu, hình thành lốc xoáy đỉnh ảnh bao quanh thân. Những cái thanh âm răng rắc không ngừng vang, Diệp Mặc lúc này cảm giác thoải mái một chút. Thật là một nơi đáng sợ. Lúc này nơi đây chấn chính là cấm địa băng thần, tôi bị bản thân đến hư thần đỉnh. Thế nhưng dù là đại đỉnh bát cực bảo vệ hắn cũng cảm thấy ra nan. Nếu như là tu sĩ hư thần khác vào đây, thậm chí ngưng thể vào chắc chịu cũng không nổi. Thần thức Diệp Mặc là quét ra ngoài, nhìn rất nhanh phát hiện một nơi khác. Không ngờ có một cái gốc cây xanh mọc ở một nơi mà bốn phía đều là băng tuyết. Diệp Mặc bước tới, phát hiện ra bản thân càng tới gần gốc cây, sự lạnh lẽo quanh người càng ít, cuối cùng hắn có thể thu hồi đại đỉnh bát cực. Khi Diệp Mặc tới gốc cây, ngây người, một cô gái tuyệt sắc xa nhân trợn tròn mắt theo dõi hắn, vô thức lùi phía sau một bước, xấu hổ ôm quyền. Tại hạ Diệp Mặc chỉ là hoàn toàn ngẫu nhiên tới đây là quấy rầy tiền bối. Tuy rằng đối phương thoạt nhìn là trạc tuổi mấy người khinh tuyết, thế nhưng Diệp Mặc biết đây chẳng qua là mặt ngoài, cái cây này thực là tà môn, chính là bản thân dò xét bằng thần thức thấy cái cây, không thấy cô gái. Diệp Mặc chưa từng thấy qua cô gái nào xinh tới vậy, vẻ đẹp của cô khiến hắn không dám nhìn, căn bản không phải loại ngôn ngữ có thể miêu tả vẻ đẹp. Thế nhưng rất nhanh Diệp Mặc phát hiện ra lời hắn là dư thừa, người con gái vô cùng xinh đẹp kia vẫn nhìn hắn như cũ, ngay cả ánh mắt không động đậy, tư thế duy trì trạng thái cũ. Diệp Mặc chợt hiểu, cô gái này không hiểu chết từ bao lâu, nếu như không có cái gốc cây này không chừng là bị đóng băng giống những thị nữ bên ngoài. Lòng Diệp Mặc thậm chí có chút đau thương, vận chuyển thành tâm quyết lùi ra ngoài. Gốc cây xanh tươi tuyệt đối là linh vật vô cùng chân quý, bằng không không có khả năng duy trì sự xanh tốt ở cái nơi băng tuyết địa. Mà hắn cũng không nhận ra loại linh thụ này, ngay cả tên cũng không đoán ra. Lúc này trong đầu Diệp Mặc không ngờ không có chút chú ý tới cái cây, thậm chí không nghĩ tới đây chính là một cái cây rất tốt, là nơi tốt để độ kiếp. Có lẽ là do trong tiềm thức hắn đã nghĩ rằng một khi hắn thu lấy cây này thì người con gái vô cùng xinh đẹp lập tức hóa thành băng. Hắn thực sự không đành lòng để một người con gái xinh đẹp mỹ lệ ở thế gian hóa thành băng. Đây không phải là bởi vì ái mộ, mà là hoàn toàn một loại thưởng thức với vẻ đẹp ông trời ban tặng. Hơn nữa hắn tin rằng cho dù linh thụ này quý giá thế nào cũng không bằng khổ trúc của hắn. Khổ trúc của hắn là một trong 10 đại linh căn thượng cổ, có mấy thứ có thể so sánh. Diệp Mặc lùi xa vài bước chuẩn bị rời khỏi, tìm một nơi khác độ kiếp. Ở chỗ độ kiếp hắn không đành lòng, thế nhưng khi hắn đi mấy thước lại nghe thấy thanh âm tràn ngập tuyệt vọng: mang ta rời đi, mang ta rời đi. Lòng Diệp Mặc cả kinh, thần thức toàn lực quét ra không thấy gì cả. Thần thức lần nữa chú ý tới cô gái xinh đẹp trước mặt, hiển nhiên cô ta chết từ lâu, gương mặt tái nhợt có hai vết tích,
Diệp Bạc đoán rằng nước mắt của cô, mà nước mắt trải qua thời gian dài như vậy bảo trì vết tích chỉ có thể là huyết lệ. Vậy thì âm thanh hắn nghe được không phải từ cô gái, nên nào là nghe lầm. Diệp Bạc lần nữa lùi phía sau vài bước, thế nhưng thanh âm tuyệt vọng lần nữa vang. Lúc này Diệp Bạc xác định chính là cô gái xinh đẹp vừa nói với hắn, khiến hắn có chút cảm giác sợ hãi. Cô gái này có thể gọi hắn, có thể là trước khi chết đã sử dụng một loại bí thuật lưu lại giọng nói. Đây chẳng qua là lời kêu gọi hoàn toàn vô thức, hoặc là bí pháp có thể cảm thụ từ bên ngoài. Thế nhưng Diệp Mặc xác thực cảm thấy khó xử. Hắn không phải là không muốn mang cô gái đã chết này đi, căn bản là không biết đưa cô ta tới đâu. Cũng không thể để cô ta vào thế giới trang vàng. Bên trong thế giới trang vàng của hắn có mấy người con gái, lẽ nào thêm một người, lẽ nào hắn là có loại hàm muốn đặc biệt. Diệp Mặc vô thức dùng mình, hắn thực sự không muốn mang một cô gái nữa vào thế giới trang vàng. Ngay khi Diệp Mặc cảm thấy khó xử thì thấy cô gái trước mặt tựa hồ có một chiếc ngọc giản rất nhỏ. Diệp Mặc cầm ngọc giản nhìn. Thanh Châu là thế giới của ta, làm ơn đưa Thanh Châu tới Băng Thần Cung. Thanh Như xin nhớ ơn suốt đời. Một câu không hiểu đầu đuôi, Diệp Mặc nghi hoặc không giải thích. Thanh Châu là cái gì vậy? Hắn chưa từng thấy qua, hơn nữa là Băng Thần Cung là nơi đâu? Hắn chưa từng nghe qua, nhưng lại nhớ tới ngày cấm địa Băng Thần, hay cũng là một cái lời rất xa. Ngay khi mà Diệp Mặc nghi hoặc, linh thụ xanh tươi bỗng chuyển động. Diệp Mặc nheo mắt, nghĩ rằng mình bị hoa mắt, thế nhưng mà linh thụ đúng là chuyển động, trong nháy mắt linh thụ biến ảo trở thành một cái viên ngọc màu xanh, mà cô gái xinh đẹp biến mất hoàn toàn sau khi viên ngọc màu xanh xuất hiện. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn viên ngọc màu xanh trước mặt, sừng sốt nửa ngày phản ứng lại. Lúc này hắn hiểu viên ngọc màu xanh này giống như thế giới trang vàng của hắn, không ngờ là tiểu thế giới, hơn nữa đối phương đối với việc sử dụng tiểu thế giới am hiểu hơn hắn, rồi là sau khi chết cũng là khiến cho tiểu thế giới chủ động đưa cô vào trong. Mà chính bản thân không thể để khống chế thế giới trang vàng như vậy. Lần trước chỉ là khi hắn gần như gục ngã thì thế giới trang vàng mới chủ động hộ chủ một lần. Rất hiển nhiên cái viên ngọc màu xanh này là tiểu thế giới cô gái Thanh Như kia muốn nhờ mình đưa tới Băng Thần Cung. Thần thức Diệp Mặc quét vào hạt châu, rất nhanh phát hiện thần trí của hắn không vào trong được, rõ ràng là viên ngọc cản trở. Diệp Mặc rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhặt viên ngọc màu xanh lên, đem Thanh Châu đưa vào thế giới trang vàng. Không biết vì sao cô gái Thanh Như kia tin tưởng hắn. Người bình thường thì sao là lộ tiểu thế giới của mình trước mặt người khác. Tiểu thế giới căn bản là đồ vật nghịch thiên, một khi lộ ra bất kỳ ai mơ cũng là chiếm lấy nó làm của riêng. Có lẽ chỉ có mình mới không thèm để ý. Diệp Mặc lắc đầu, thực sự không thèm để ý cái Thanh Châu của cô gái này. So sánh thế giới trang vàng của hắn thì cho rằng thế giới trang vàng tốt hơn. Có lẽ là tốt nhất, hơn nữa hắn mâu cảm nhận. Sau này thế giới trang vàng không ngừng lớn, không còn là tiểu thế giới. Cô gái này hẳn là không còn quyền lựa chọn. Diệp Mặc chỉ có thể nghĩ vậy. Hắn tin tưởng nếu cô gái Thanh Như này có thể lựa chọn không để cho người khác mang tiểu thế giới cô đi. Lần nữa nhìn khối ngọc giản trong lòng bàn tay một chút, Diệp Mặc chỉ có thể nói với mình, chờ đến khi hắn biết Băng Hàn Cung, Băng Thần Cung ở đâu, rồi nói sau. Muốn đi tới Băng Thần Cung thì tuyệt đối cũng không được. Hắn có quá nhiều chuyện phải làm, sao có thể lãng phí thời gian vào chuyện này.